hôm nay cùng mình với con thỏ này đi bắt cá nhá. Các bạn ơi, con thỏ này. Ô kìa, nó đang ăn kìa các bạn kìa. Nó đang ăn rau ấy. Đấy, ăn đi ăn đi. Ăn nhiều vào thì mới có sức khỏe để bắt cá chứ. Xịn xó đấy nhờ. Ok. Ok, lên cô nào. Đi nào. Đi, đi bắt cá nào. Đi. Ok. Rồi, và bây giờ bọn mình đi bắt cá nha các bạn ơi. Ok, let's go. Và mình chào các bạn nhá. Hôm nay cùng mình bắt và tìm hiểu những loài cá nhá các bạn. Để có rất là nhiều những con cá nhá. Đấy, cá chê kìa, cá coi kìa, cá chép kìa. Rất là nhiều những con cá cảnh rất to khổng lồ nha mấy bạn ơi. Đấy, cá đây. Ui, xịn luôn. Đây, cá chê này, to lớn này. Đến chân nha. Chứ to khổng lồ luôn. Đến chân nha. Còn có rất là nhiều những con cá nhá các bạn. Cá coi nữa này, cá hồng kết vàng kìa. Ok, con mèo nữa kìa. Ở đây bạn, mình dùng cái thùng màu xanh này nha. Để bắt cá các bạn ơi. Để coi. Ui dùi, ui. Cá coi này, con cá chép coi này, bự đi này, to lớn nhá. Ấy, đây này, con cá gì đây? Đấy các bạn ơi, cá coi đây. Cá coi thuộc loài cá cảnh nhá. Cho nên là cá coi nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn. Đấy, cá coi đẹp nhở. Ok, một con cá rồi nhá. Đấy, mấy bạn ơi, mình bắt được một con cá rồi đây này. Ôi, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá to này các bạn. Ồ bạn ơi, con mèo kìa. Con mèo nó đang phụ mình bắt cá đấy các bạn ơi. Ấy, nó đang giúp đỡ mình bắt cá nhá. Nhưng mà con mèo nó không bắt được đâu nha các bạn. Chỉ mình bắt được cá thôi nha. Đây đây, con cá này con cá chê nha. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Con cá chê này to lớn như này, bự nha. Ấy, nó thuộc loài cá da trơn nên là bắt cá nó rất là dễ luôn các bạn. Ồ, thích lắm nha, trơn trơn thì tuổi như con nươn luôn. Ai, con cá này có rất là nhiều màu sắc đi này, bự đi này. Ui dùi ui, con cá coi mà to bằng con mèo luôn. Trừ trơn nha. Ấy, nó trơn tùy tuổi đó các bạn, thích lắm nha. Ấy, 2, 4, 5 con rồi. Mình bắt được 5 con cá rồi nha mấy bạn ơi. Đây con mèo ấy. Ok kìa, tinh tinh liên tục, báo cá liên tục các bạn ơi. Ấy, xịn luôn. Ok, xịn xó con bò luôn. Rồi, con cá coi to bằng con mèo luôn này. Ôi, xịn xó luôn. Rồi. Ok kìa. Ấy, ok, con cá coi này to lớn đi này. Con cá coi này bự này. Cá coi thuộc loài cá cảnh nha, được ngoại lai từ đất nước Japan, Nhật Bản, Tokyo nha mấy bạn ơi. Cá coi này bự đi này. Xịn xó luôn. Đấy, to lớn nhá. Ok, bự nha. Rồi, cái công chuyện này các bạn đang cá đầy rồi nha. Nani? Ấy kìa. Ấy à, xịn xó luôn. Rồi. Con cá chép coi nhá. Cá chép coi này, có cái màu vàng này đẹp đây này. Rực rỡ đây này, xịn xó luôn. Ok. Rồi, mấy bạn ơi, mình bắt được một thùng cá rồi. Ui, ai chà chà. Con cá chép coi này có cái màu đỏ này rực rỡ thế nhỏ. Đẹp đây này. Ui, xịn luôn. Ok. Đấy. Ui. Mình bắt được một thùng những cá đây rồi mấy bạn ơi. xịn luôn. Ok. Ui. Ai chà chà bạn ơi. Ở cái vũng nước này này. Ở cái vũng nước này có rất là nhiều những con cá nha. Cá này các bạn này. Ui, cá đây này. Ui, nó bự nha. Ai chà, nhiều nha. Ai chà chà, con cá gáy này. Cá gáy bự nha. Cá gáy thuộc họ nhà cá chép nha mấy bạn. Còn cá chim đây này. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha. Còn cá chim này lớn này, to lớn này. Nó bự này. Ui, siêu to khổng lồ luôn. Còn có rất là nhiều những con cá nha các bạn. Ở cái vũng nước này có rất là nhiều những loài cá nha. Ok, và bây giờ chúng ta cùng tìm và bắt những con cá siêu to khổng lồ này nhá các bạn. To lớn này. Nó bự nha. Còn cá gáy rất là to luôn. Ôi, xịn luôn. Các bạn đừng quên cho đăng ký kênh một like video nha mấy bạn ơi. Đấy, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá nha các bạn. Ui, những con cá siêu to khổng lồ luôn. Đây mấy bạn ơi, con cá này con cá gáy nhá. Con cá chép coi này. Ui, rất là nhiều những con cá các bạn. Con cá gáy này, con gáy to lớn này. Cá gáy thuộc họ này, cá chép thì mấy bạn ơi. Đây con cá gáy này. Chấn đại luôn. Nó chấn cái hố này nó rất là to luôn nhá. Ôi, cá gáy các bạn. Rồi còn có nha. Tới công chuyện là con cá chim này. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha mấy bạn ơi. Một con cá chim này đẹp này. Đẹp cứ nhiều cá sống ngoài biển khơi luôn. Rồi. Ui. Mình bắt được một thùng đựng cá đây rồi mấy bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi khám phá quanh cái khu vườn nhà mình đã. Đéo. Con cá chim nha mấy bạn ơi. Ok. Đi nào bạn ơi. Rồi. Tới công chuyện rồi các bạn. Đây này các bạn này. Đấy, cho một chút bèo. Lấy một chút bèo này. Tí nữa mình sẽ đem những con cá này mang lên cái bãi nuôi cá của mình. Rồi mình sẽ quay trong quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Các bạn ơi. Rồi và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm những các con vật dễ thương nha các bạn. Ok, để mình tìm kiếm quanh khu vườn cho mình. Có con vật gì nào? Ui, ở trong cái hũ này các bạn ơi. Ở trong cái hũ vàng này nha. Có một con tắc kè nhá. Đây là tắc kè nhá. Ui, xịn luôn.
con tắc kè các bạn. Chị luôn chị thò con dê luôn. Ôi đây này, úi dù ui, con tắc kè này các bạn ơi, tắc kè đây. Úi con tắc kè, ai đánh đá thế nhỏ, bạn đánh đá vừa thôi, con tắc kè nha mấy bạn ơi. Đấy tắc kè nha, tắc kè hoa luôn kìa, anh xịn xò luôn. Ai ai dần đánh đá thế nhỏ. À, có làm gì đâu, ôi đánh đá thật. Ồ mấy bạn ơi, con tắc kè nha, đánh đá thật đấy. Rồi, đấy công chuyện ăn rồi. Ok, và bây giờ mình ai chỉ đánh đá thế các bạn. Con tắc kè rất là đánh đá luôn. Tap luôn. Ok. Rồi. Bắt được rồi nhá. Nani? Ok. Ai rồi, kìa. Ui, xịn luôn. Rồi, các bạn ơi, chúng ta đi bắt cá okay, tiếp nào let's các bạn. Mình lại đi bắt và tìm hiểu những loài cá nhá. Các bạn ơi, con cá này các bạn ơi, cá đây. Ui, xịn này. Ai chà chà, con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi bướm này có cái màu vàng này. Ui, xịn này. Ai đẹp nha. Con cá này xịn này. Ui, còn rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Oh my god. Wow. Ai chà chà, đẹp ấy. Koi xịn xò ấy. Ok các bạn, mình bắt được một con cá rồi nha. Ai chà chà, vẫn còn đây này, vẫn còn rất nhiều những loài cá các bạn ơi. Con cá này, con cá koi này có rất là nhiều màu sắc này các bạn này. Đấy, con cá koi này có hai màu nha. Đấy, ui xui, xịn nha. Ok, đấy, mình bắt được hai con cá rồi nha. Ai, con cá này xinh nha, có cái size nhỏ xinh nha. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nha. Ok, let's go nào, mình sẽ đi dọc cái mương này bắt cá tiếp nha. Ai chà chà, con cá này là con cá koi nữa đây này các bạn này. Con cá koi này có cái màu tím này. Ui xịn này. Ui. Còn nha. Còn rất là nhiều những con cá to luôn các bạn ơi. Ui. Đây là con cá có cái màu đỏ này, là con cá chép nha. Đây con cá chép đỏ đây các bạn này. Ui xịn này. Ai xà xà. Bơi cũng giỏi đấy. Ồ bạn ơi, mình bắt được 3 con cá rồi nha các bạn. Đây con cá này đẹp đấy này, có cái màu đỏ nữa nha. Ấy. Ok. Đấy, 3 con cá rồi nha. Xịn thôi, con bò luôn. Ok. Rồi. Ui. À, con cá này bơi lên trên này rồi này, con cá koi này các bạn này. Đây con cá koi này đẹp này. Oh no. Đấy, ui. Còn nha, còn rất nhiều các bạn này, trên này còn một ổ nữa đây này. Ui. Đây là, bơi giỏi thế. Ok bạn ơi. Đấy, đây các bạn này. Ui, xịn nhờ. Đây con cá này bơi giỏi quá, con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi này có cái màu tím mộng mơ luôn. Ok. Rồi, đấy các bạn ơi. Mình bắt được rất nhiều những con cá rồi các bạn. Đây còn hai con nữa đây này. Ui, bự này. Đấy con cá này con cá chim nhá các bạn. Con cá chim này có cái dây màu đỏ luôn đây này. Đẹp cứ như kiểu cá sống ngoài biển khơi luôn. Xịn nhờ. Đấy các bạn, cá chim đấy các bạn. Ok. Rồi, vẫn còn nhá, vẫn còn. Ok. À, nhảy cũng rất là giỏi luôn. Ok. Rồi các bạn ơi. Cá chim nhá, cá chim ấy. Xịn này. Có cái hàm răng rất là sắc luôn đấy các bạn. Cá chim này có cái vây màu đỏ luôn này. Đẹp nhờ. Ok. Một thùng đựng cá rồi các bạn. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá ba đuôi nhá. Có cái màu xanh ngọc bích. Xịn xò con bò luôn. Có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ok. Đấy các bạn ơi, à, mình bắt được một thùng cá rồi các bạn. Ui. Ái chà chà, bên trên cái mương này vẫn còn rất là nhiều cá nữa các bạn ơi. Đây cá nữa đây này. 1, 2, 3. 3 con cá rất là to luôn nha. Siêu to khổng lồ lắm các bạn. Đây là những con cá cảnh to khổng lồ các bạn. Con cá này thuộc loài cá koi bướm nha các bạn. Ui xịn này. Cá koi bướm này. Ok. Đó xịn không các bạn. Đấy, cá koi bướm rất là đẹp luôn. Có cái màu cam của cái củ cà rốt. Mà con thỏ thích ăn nha. Ok, lát nữa mình sẽ đi bắt rất là nhiều thỏ các bạn xem sau nhá. Rồi, vẫn còn các bạn ơi. Đây còn cá koi bướm có cái màu trắng. Xin mời con tâm cô đừng giáo không hả? Bự này, bự này. Ồ, là to các bạn. Rất là bự luôn nha. Đấy, ui, có cái màu trắng này này. Đấy, xịn nhò. To nha. To lớn. Ok, các bạn ơi. Con cá này khỏe. Một thùng cá đầy rồi các bạn ơi. Lát nữa mình sẽ đem con cá này mang về cái bể. Lui cá cho mình sẽ thả lại và mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Ok, để con cá này là con cá koi bướm có cái màu vàng này các bạn. To lớn đây này, nó bự nha. Đấy các bạn này, siêu to khổng lồ lên các bạn. Ui dù nó to các bạn ơi. Như mình đã từng một thùng cá rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok, ấy một thùng cá đầy luôn này các bạn. Ui con cá này bự này, khỏe luôn. Rồi, ok đi nào bạn ơi, chúng ta đi bắt cá tiếp nhá. Rồi, let go vào đây đi nào. Đây các bạn, đây những con cá hôm nay mình bắt được nhá. Một cái thùng đựng cá đầy luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình cùng các bạn thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây các bạn ơi, đây là cái bể nuôi cá của mình nhá. Đấy, ui con thỏ kìa. Ui con thỏ kìa.
Con thỏ thích ăn cái củ cà rốt đấy các bạn. Ok, đây này các bạn. Đấy, mèo này, thỏ này các bạn. Đấy, mình cũng đang cho mèo với thỏ với chuột ăn các bạn ơi. Đấy, con thỏ nha. Có rất là nhiều những các con vật dễ thương các bạn ơi. Đấy, ấy con mèo nữa kìa, thỏ này, chuột này. Xịn xò con bò luôn. Ok, đấy, con thỏ này. Ấy, xịn nhờ các bạn. Ở đây con chuột nha. Con này con chuột lang này, con thỏ lông ngắn này, thỏ lông dài này. Có rất là nhiều những loài thỏ các bạn nhỉ. Đây các bạn ơi, cái gì đây? Ui, con này là con nhện nha các bạn. Con nhện siêu to khổng lồ đây này. Ui, nó bự nha. Ai cha, xịn xò luôn, xịn xò luôn. Ôi trời nha, ai nha, con thỏ đây kìa. Ui, xịn xò, thế nhỏ. Ấy, thỏ đây mấy bạn ơi. Ok, rồi bây giờ mình cùng thả cá chê nào. Đấy, cá chê đấy. Cá chê nhá, bắt rất là khó luôn mấy bạn ơi. Rồi rồi, con mèo. Con mèo. Ái da da, đấy, con mèo nó cũng thích xem mình thả cá đấy các bạn ơi. Ok, rồi, giờ thả cá chê nào. Đi, ui dồi ui. Bạn ơi, đấy, cá chê đấy. Cái gì? Cá chê nó bơi kìa. Xịn xò nhá, đấy, xịn xò con dê luôn. Các bạn ơi, đây, cá chê đây, đây. Ui dồi nhiều nhá. Cá chê thuộc bộ cá chê nha các bạn. Ok, mình đã bắt hết cái con cá chê để mang về nhà rồi nhá. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bẻ lên nhá. Mình dọn sạch bèo này các bạn. Đấy là những cây bèo nhá. Có rất là nhiều những con cá chê nhá. Và bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bể nuôi cá của mình này các bạn. Rồi mình sẽ bơm nước vào nhá. Đấy, xịn xò không? Đây các bạn, cá chê đây. Ui dồi ui, xịn không? Cá chê thuộc bộ cá chê được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, cá chê đấy, to lớn không? Xịn xò khổng lồ luôn nhá. Ui dồi ui, nó bự này. Và cá chê màu trắng kia là những con cá chê đột biến nhá. Đây này các bạn, to lớn không? To khổng lồ luôn các bạn. Đấy, nó bự, nó to như vầy cơ mà. Và các bạn cùng quan sát nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, vẫn còn rất là nhiều những con cá chê nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ quay qua một vòng cái bể cá của mình cho các bạn xem nhá. Đây các bạn, có mấy trăm con liền, hàng nghìn con cá chê liền các bạn. Rất là nhiều những con cá chê các bạn này. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Mình bơm nước vào cho nước nó nhiều cho cá nó thỏ nhá các bạn. À, loài cá là sống ở dưới nước cơ mà các bạn. Kia có cả cá lóc kìa, cá chê màu vàng, cá chê màu trắng, cá chê màu đen. À, cá chê cũng có rất là nhiều màu sắc các bạn. À, nhưng mà màu trắng nó hơi hiếm các bạn ạ. Đa phần là có những con màu đen các bạn ơi. Oh my god! Wow! Pew pew pew! Hai con vịt nha. Để cho hai con vịt các bạn. Vịt con nha. Cái con vịt con mới được nở được trong quả trứng các bạn. Vịt con đang bơi cùng cá đấy các bạn. Vịt con cá cạnh bơi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vịt ăn nhá. Đấy, vịt đang ăn cá đấy các bạn. Ok. Đấy, vịt con nhá. Cái con vịt con mà mới được nở ra từ trong quả trứng vịt lộn ấy thì nó như vậy các bạn. Rất là đẹp luôn thôi. Ồ, ăn kìa. À, đẹp nhờ, chiêu nhờ. Đang ăn đấy các bạn. Vịt thì các bạn, sau một khoảng thời gian nữa thì vịt nó sẽ lớn các bạn ơi. Ăn rất là ngon luôn này. Đấy, ăn cám nhá các bạn. Mèo nhá, giờ mình sẽ cho mèo ăn các bạn ơi. Để hai con mèo lông xù này rất là chịu khó chăm chỉ đi bắt cá với mình ấy. Mình đang cho nó ăn đấy các bạn ơi. Đấy, mèo ấy. À, mèo đâu, qua ăn đi. Thì ăn ra này, ăn kìa. Đấy, ngon đấy nhờ, nhâm. Ồ, ăn kìa, xịn luôn. Mấy bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đấy các bạn ơi, đấy mèo đấy. Mèo đang ăn cám nhá các bạn. Cám mèo đấy. Ui, xịn luôn. Chị cho con bò luôn. Ăn kìa. Ồ, xịn nhờ. Ồ, cái mèo đấy. Hai con mèo lông xù này chịu khó lắm nhá. Rất là chăm chỉ đi bắt cá với mình ấy. Cho nên là mình chăm nó lắm nhá. Mình cho ăn rất là nhiều những viên cám này. Đấy, nhanh lớn lắm nhá. Ok. Ơi, ăn kìa. Úi giời ơi, xịn luôn. Ok, rồi, chứ không chạy ra rồi các bạn ơi, ăn kìa ngon luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi quanh cái khu vườn nhà mình nha. Mình sẽ đi khám phá rất là nhiều các con vật nha các bạn. Đây, con này là con gà ga vườn gà nha. Đấy, con gà đây này, chất chơi khỏi bàn luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cho gà ăn nha các bạn ơi. Mình nuôi rất là nhiều những con gà nha. Con gà đấy các bạn, con gà trống này, con gà mái này, con vịt kìa, con ngỗng này, con đang ăn đấy các bạn. Ai chà, những con gà này rất là lớn nhá. Đấy, con gà trống các bạn.
con gà đấy, con gà rất là đẹp luôn. Ô, xí là con gà mới buổi sáng gáy o đấy các bạn. À đây là chuột nhá mấy bạn ơi, đây là những con chuột hamster nhá. Chuột hamster đấy mấy bạn ơi. Hamster thuộc loài chuột cảnh nhá mấy bạn. Rất là lành luôn nhỉ. Bất thoải mái, nó không cắn đâu mấy bạn ơi. Đấy, chuột hamster nhá. Ok, hamster. Hamster. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng thiết kế cho một cái ngôi nhà mới cho những con chuột nhá mấy bạn ơi. Ok. Ở đây là những con chuột hamster nhá, con chuột này. Đấy, con kia đào. Đào đất đào vàng kìa. Ok. Ôi. Đấy, giờ xịn luôn. Ok. Rồi bây giờ mình bắt được rất nhiều những con chuột vào trong cái lồng này rồi nhá. Các bạn ơi, đây một cái lồng chuột đầy luôn này. Rồi và bây giờ mình cho nó vào đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ thiết kế và làm cho con chuột một cái ngôi nhà mới nha mấy bạn ơi. Đấy, chuột đấy. Xịn luôn. Rồi. Ok, đấy, chuột đấy các bạn. Cái ngôi nhà cho chuột ở nha mấy bạn ơi. Đây này, rất là nhiều những con chuột nha mấy bạn. Đấy, hamster nhá. Hamster thuộc loài chuột rất là lành luôn. Con chuột này có cái màu xám này. Màu xám lông chuột đây. Chuẩn luôn. Ok. Màu xám lông chuột đây mấy bạn. Đấy, đẹp nha. Đấy. Rồi. Đấy, vào luôn. Ok, rồi, xịn luôn. Ok. Còn nhá. Đây này, hai con nhá. Con này có cái màu vàng cát này, đẹp này. Con chuột này có màu vàng cát này, đẹp đấy. Hai con rồi nhá. Con nhá, báo chuột. Rồi, đây vẫn còn nhá. Đấy, hamster hunter nhá. Chất chơi khỏi bàn luôn. Ba con rồi nha mấy bạn ơi. Rồi, bốn con đây này. Con này cũng có cái màu xám lông chuột này, chất luôn. Có đôi mắt màu đen luôn nha. Mấy bạn ơi, xịn luôn. Ở đây đấy. Ok. Ô la. Xịn luôn các bạn đấy. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đấy các bạn thấy mấy con chuột hamster này có xinh không nào? Rất là xinh xắn luôn mấy bạn. Đây con cá koi này có cái size đẹp đây này. Bây giờ mình sẽ thả cá nhá. Giờ đây các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá của mình nhá. Các bạn đây là cái bãi nuôi cá của mình đây này. Đấy, rất là nhiều những con cá đẹp nhá. Các bạn ơi, đấy. Đây là con thỏ này các bạn này. Con thỏ này. Con thỏ này có cái màu vàng cát này các bạn. Con thỏ này là thuộc loài thỏ lông ngắn nhá. Còn con thỏ màu trắng đen đen này là con thỏ lông dài này các bạn này. Đẹp nhá. Thỏ đấy các bạn, ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ nhá. Đấy các bạn, con thỏ đang ăn cỏ đây này. Đẹp nhỏ. Xinh nhá. Ơ kìa con chuột kìa. Ơ con chuột nữa kìa. Con chuột lang nhá. Lát nữa mình sẽ quay con chuột lang cho bạn xem ha. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lại chỗ bể cá nhá. Bây giờ mình cùng các bạn thả cá nhá. Thả cá những con cá mình bắt được các bạn. Mình sẽ thả hết vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây con cá koi này to lớn đi này, bự đi này, có cái màu vàng luôn này. Đẹp này. Ok. Ở con nhá. Ui xịn này. Cá gì đây nhỏ. Cá koi này đẹp đi này, có cái màu đỏ luôn nhỉ. Ai chà chà. Ấy, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt các bạn, cho nên là nó rất là nhiều màu luôn đây nhỉ. Đây con cá rô phi này. Ê, con cá rô phi này các bạn. Con cá dấu rô phối phi đi này. Xịn luôn. Ok con nhá, báo cá liên tục luôn mấy bạn ơi. Cá gì đây? Con cá này con cá chép này. Đấy, cá chép đấy các bạn. Ok. Con nhá, báo cá nhá, con cá gì đây? Ui. Con cá này con cá koi mà có cái màu đen này. Ui. Cá koi rất là nhiều màu sắc luôn nha mấy bạn ơi. Ok. Những con cá có cái size mini nhỏ nhỏ xinh thì mình sẽ thả vào cái bể nhỏ này các bạn ơi. Đấy, xịn luôn. Ok. Ơi đây các bạn ơi. Rồi, đây cá gì đây? Con cá hồng kết vàng nhá. Cái loài cá hồng kết vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha các bạn. Nó có cái màu vàng luôn nhỉ. Rất là đẹp luôn nhá. Cá gì đây nhỉ? Con cá koi này có rất là nhiều màu đây này. Đẹp đây này. Đẹp đây này. Ok. Rồi, cái giả đây các bạn. Mình đang bơm nước vào cái bể bằng kính nhá. Cái bể tinh như này, bằng thủy tinh đi các bạn. Ok. Bơm nước vào thả cá nhá, thả những con cá nhỏ nhá. Thả những con cá nhỏ vào cái bể nhỏ mấy bạn ơi. Đây con cá chép này. Con cá chép này có cái màu đỏ luôn nhỉ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Ok. Ôi đây này, cá gì nữa đây? Có nhiều nhá. Có rất là nhiều những con cá nhỏ. Ơ kìa. Con mèo nó tìm thấy con gì đây? Con rùa nhá. Ái chà chà, con rùa này mấy bạn ơi. Con rùa này có cái mai màu xanh như này. Con rùa này đẹp quá nhỉ. Con rùa đấy các bạn. Con rùa này 1000 năm tuổi rồi nhỉ. Ok, lát nữa mình sẽ đi tìm con rùa common siêu to khổng lồ sau nha các bạn. Đây con rùa này bự đi. Đẹp nhỉ. Ấy rùa đây mấy bạn ơi. Đấy con mèo này. Ôi con mèo. Rồi, tới công chuyện rồi các bạn. Con nhá, báo rùa nhá. Con rùa này con rùa vẽ đông này. Có cái thân hình trần trở như quả bóng luôn. Đẹp nhỉ. Ôi dễ thương này.
thế đáng yêu đi. Ôi thế thiết. Ok rồi, vẽ đông nha các bạn. Ok rồi, quay lại chỗ bẻ cá nào. Quay lại thả cá nào các bạn ơi. Đây đây, đây. Cá đây. Đây cá đây, thả cá nào. Đấy 2 4 5 6 7 8 9 10. Còn 9 con cá nữa các bạn ơi. Ok, thả cá những con cá con mà nhỉ. Đấy. Ui giời, kêu đi nhỉ, kêu đi nhỉ. Đấy, ấy. Ok. Rồi các bạn ơi, đấy, con cá này. Ấy 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 ấy. Ok à. Rồi rồi. Cái công chuyện là bé bé mà nhảy rất là giỏi luôn. Đấy. Ui. Ui giời, ui. Đấy các bạn ơi. Ok, đấy các bạn thấy mình bắt được nhiều cá không nào? Hôm nay mình sẽ đi bắt rất là nhiều những con cá khác nữa các bạn ơi. Đấy, còn rất là nhiều cá nhá. Ok, đây cái bể cá lớn đây này. Rồi, đây thỏ đây. Thỏ đang ăn này. Ui, thỏ đang ăn cỏ nữa đây này. Xinh nhỏ, đáng yêu không? Đấy, thỏ đấy các bạn. Ok, rồi, chuột, 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 chuột. Con chuột kìa, con chuột kìa. Ai, con chuột này. Con chuột này đẹp đây này. Ai, già già. Con chuột này thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh, nên là nó có rất là nhiều màu nha. Con chuột lang này có màu vàng, màu trắng, màu đen đây này. Đẹp nhở. Hello cái con chuột nhở. Ông chủ đẹp thế. Dễ thương đi. Ôi hello nhở. Hello cái con chuột nhở. Ủa con chuột lang các bạn ơi. Nó đang ăn rau cỏ này. Ai chật xà cung tê. Đáng yêu thế nhở. Ok. Cho nên là bắt hạt nhất con rùa nhá, rất là to các bạn. Ok, các bạn cùng quan sát nhá, con rùa này, chứ to khổng lồ ấy. Come on, thuộc loài rùa, bắt hạt nhất con rùa này, bắt hạt nhất con rùa này, to to lớn nhá. Ôi để các bạn này, đây này, ui, nó bự, nó to như vậy thì đứa làm sao được các bạn ơi. Bự nha, bự nha, ui dồi ôi, chỉ thò các bạn ơi, loài rùa come on các bạn, nó tự vệ, nó cũng rất là đánh đá luôn đấy các bạn ơi. Đánh đá cà kè lắm đấy nhá. Không không dư hết này. Ôi đây này. Ấy ghê gớm lắm các bạn. Ui nó bự to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn ơi. Ui. Đánh đá thế. Ui. Ô con rùa đánh đá các bạn. To đúng luôn. Sẽ to khổng lồ đấy các bạn ơi. Ô các bạn ơi. Thế ra này mình bắt được rất là nhiều rùa. Đây này. Con rùa này nó bắt đầu lặn xuống. Xuống cái ao hồ nha các bạn. Đây này. Ui dùi ui nó to các bạn này. Sự to khổng lồ luôn. Ok. Ok đấy. Ui. Ai già già.